Xuân Long và Thúy Vi xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang dành thời gian theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động phát sóng mỗi ngày, cập nhật các thông tin và những kiến thức hữu ích trên lĩnh vực nông nghiệp. Trong những ngày cuối cùng của năm 2023, chương trình hôm nay sẽ tiếp tục cập nhật cùng với quý vị và các bạn những thông tin xuất khẩu nông sản đáng chú ý trong năm qua. Quý vị cũng đừng quên có thể tương tác và theo dõi lại các chương trình của chúng tôi trên fanpage Truyền hình Lâm Đồng. Vâng, và sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh xuất khẩu của nhiều ngành vẫn chưa lấy lại được đà phục hồi, thì xuất khẩu nông sản lại đạt được nhiều kết quả khả quan. Ước đến hết năm 2023, toàn tỉnh đạt hơn 500 triệu đô la Mỹ giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản, chiếm trên 51% tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn. Trong đó, giá trị xuất khẩu mặt hàng rau trên 74 triệu đô la Mỹ, tăng 37% so với năm 2022. Thị trường xuất khẩu rau chủ yếu sang khu vực Đông Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc. Được biết, đến cuối năm 2023, toàn tỉnh có 234 chuỗi liên kết, 31.092 hộ tham gia, quy mô liên kết 52.897 ha, sản lượng 589.261 tấn. So với năm 2022, tăng lần lượt 21.223 ha và 108.523 tấn. Đóng góp vào tăng trưởng xuất khẩu nông sản năm nay phải kể đến là mặt hàng sầu riêng. Không chỉ ở Lâm Đồng, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng trong cả nước cũng tăng đáng kể và dự kiến sẽ đạt 2,3 tỷ đô la Mỹ trong cả năm 2023. Đây là mức kỷ lục của ngành hàng này kể từ trước đến nay. Thị phần của trái sầu riêng Việt Nam chiếm đến 1/3 tại thị trường Trung Quốc và 2/3 còn lại thuộc về Thái Lan. Năm nay sầu riêng Lâm Đồng xuất khẩu chính ngạch đạt hơn 101 triệu đô la Mỹ. Trong đó, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, năm qua, sầu riêng xuất khẩu chính ngạch chủ yếu qua thị trường Trung Quốc, Đài Loan và Nhật Bản đạt 101 triệu đô la Mỹ. Theo thống kê hiện nay, diện tích sầu riêng trên địa bàn tỉnh đã tiếp tục tăng so với năm 2022 là 11.163 ha, thì nay đã đạt trên 20.350 ha. Trong đó, diện tích kinh doanh là hơn 10.840 ha, sản lượng theo kế hoạch năm 2023 là 123.900 tấn. Đến nay, đã thu hoạch xong 123.900 tấn, đạt 100% kế hoạch. Về tình hình xuất khẩu, theo báo cáo từ Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng, từ đầu năm 2023 đến nay, sầu riêng địa phương xuất khẩu chính ngạch đi các nước, chủ yếu là thị trường Trung Quốc, trị giá 101 triệu đô la Mỹ, chỉ đứng sau mặt hàng cà phê 173 triệu đô la Mỹ, rau củ quả trên 86 triệu đô la Mỹ, tơ thô 70,34 triệu đô la Mỹ. Hiện sầu riêng Lâm Đồng chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc. Cục Bảo vệ Thực vật Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang xúc tiến mở cửa thị trường Ấn Độ. Do đó, việc đầu tư các vùng trồng theo tiêu chuẩn cao để xuất khẩu là một yêu cầu cấp thiết. Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong năm 2023, ngành nông nghiệp và các địa phương đã ưu tiên nguồn lực và chính sách hỗ trợ các vùng nguyên liệu tập trung đáp ứng cho các tiêu chí để phục vụ xuất khẩu sầu riêng. Đến nay, toàn tỉnh Lâm Đồng đã cấp được 67 mã số vùng trồng với tổng diện tích 3.527 ha. Trong đó, 65 vùng trồng sầu riêng với diện tích 3.416 ha, chiếm 16,3% tổng diện tích sầu riêng. Ngoài ra, có 2 vùng trồng chanh leo với diện tích 111 ha, chiếm 12,4% diện tích chanh leo được cấp mã số vùng trồng. Phấn đấu đến hết năm 2023, toàn tỉnh có 7.085 ha sầu riêng được cấp mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu, chiếm 33,8% diện tích sầu riêng toàn tỉnh. Hỗ trợ các vùng nguyên liệu tập trung, góp phần đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu, đưa sản phẩm sầu riêng, chanh leo xuất khẩu chính ngạch hội nhập vào thị trường quốc tế. Sức hấp dẫn từ các thị trường tiểu dân khiến diện tích canh tác sầu riêng tại Lâm Đồng cũng tăng đáng kể trong năm qua. Tuy nhiên, bài toán chất lượng về lâu dài mới là vấn đề cần quan tâm. Thông tin từ Hợp tác xã Cây Ăn Trái xã Đà Ban, huyện Đạ Tẻ cho biết, Hợp tác xã đang thực hiện dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm sầu riêng tại địa phương với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng. Đây cũng là giải pháp mà ngành nông nghiệp các địa phương hướng đến để sầu riêng trở thành cây trồng bền vững và có giá trị lâu dài. Theo đó, Hợp tác xã xây dựng vùng sản xuất sầu riêng tập trung, hình thành mối liên kết hợp tác trong việc sản xuất tiêu thụ sầu riêng, đảm bảo tính ổn định, bền vững, nâng cao hiệu quả kinh tế. Dự án tổ chức liên kết sản xuất sầu riêng với diện tích 20,2 ha trên 13 hộ dân là thành viên của hợp tác xã. Diện tích đang cho thu hoạch là 16,8 ha, sản lượng 252 tấn mỗi năm. Dự kiến đến năm 2025, hợp tác xã sẽ ký kết tiêu thụ trên 30 hộ nông dân với tổng diện tích trồng sầu riêng trên 45 ha, diện tích cho thu hoạch khoảng 20,2 ha, sản lượng ước đạt 303 tấn một năm. Tổng kinh phí để thực hiện dự án là trên 2 tỷ đồng,
trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ trên 700 triệu đồng, kinh phí đối ứng của hợp tác xã và các hộ nông dân tham gia liên kết là trên 1,3 tỷ đồng. Nguồn kinh phí này sẽ dành để đào tạo, tư vấn, tập huấn cho nông dân, hỗ trợ lắp đặt hệ thống tưới tự động cho 20,2 hectare và hỗ trợ 3.349 cây giống sầu riêng để trồng 20,2 hectare tham gia liên kết, đỉnh mức 160 cây một hectare. Những ngày này, nông dân ở thủ phủ cam đặc sản Khe Mây, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đang khẩn trương thu hoạch sản phẩm để xuất bán. Với chất lượng vượt trội so với giống cam ở nhiều vùng khác, loại quả đặc sản này đang mang lại nguồn thu nhập cao cho bà con nông dân ở đây. Gia đình ông Nguyễn Văn Phúc ở thôn 6, xã Hương Đô là một trong những hộ có diện tích trồng cam Khe Mây lớn nhất trong vùng với 3 hectare. Năm nay nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi, dự kiến sản lượng thu hoạch của gia đình ông đạt khoảng 20 tấn. Với giá cam hiện dao động từ 30.000 đến 40.000 đồng một ký, đã mang lại nguồn thu nhập không nhỏ cho gia đình ông. Xã Hương Đô, huyện Hương Khê được biết đến là một trong những vùng trồng cam lớn nhất của Hà Tĩnh, với đặc sản là cam Khe Mây. Ở đây, hiện có khoảng 300 hectare cam đang cho thu hoạch. Những năm qua, người dân đã sản xuất theo các tiêu chuẩn an toàn, theo hướng hữu cơ và việt gáp. Nhờ đó, giá trị kinh tế trung bình trên một hectare đạt từ 200 đến 300 triệu đồng. Hiện việc tiêu thụ loại cam đặc sản này cũng tương đối thuận lợi, do thương lái thường đến mua ngay tại vườn, người dân không phải lo lắng tìm nơi tiêu thụ. Thời gian qua, người dân và chính quyền địa phương cũng đã tăng cường các hoạt động quảng bá giới thiệu nhằm mở rộng thị trường và nâng tầm giá trị sản phẩm cam Khe Mây, đồng thời hình thành nhiều mô hình sản xuất cam việt gáp liên kết với các thương lái để đảm bảo ổn định đầu ra và giá cả. Ngoài vùng trồng cam đặc sản Khe Mây, trên địa bàn huyện Hương Khê có gần 1.700 hectare cam ở những vùng trồng khác. Việc phát triển cây cam đã giúp cho hội viên hội nông dân và các hộ gia đình ở đây có thu nhập ổn định và đời sống được nâng cao. Thưa quý vị, cuối năm, những nông dân ở làng hoa Tây Tựu Hà Nội vừa dùng lực chăm sóc, vừa nín thở trong trời trong đất. Mấy ngày trước thì giá hoa xuống thấp, không có người mua. May mắn là khi trời trở lạnh thì thị trường hoa cũng bắt đầu nóng hơn, nhưng giá thì vẫn thấp so với mọi năm. Theo người dân, năm nay thời tiết không thuận lợi, hoa rớt giá, nhu cầu thấp, giá các loại thuốc chăm cây và phân bón, đạm đều tăng cao nên công trồng hoa chẳng lãi là mấy. Mấy ngày trước giá hoa xuống thấp còn không bán được, còn mấy ngày nay trời lạnh nên giá hoa được nhích lên một chút. Một bó hoa 50 bông này có giá 120.000 đồng. Ở Tây Tựu có đến 60% hộ gia đình làm nghề trồng hoa. Tuy từng diện tích và mỗi loại hoa, các hộ sẽ có mức đầu tư khác nhau, nhưng mức trung bình cho một vườn hoa có thể từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng, từ khâu giống đến chăm sóc đầu tư nhà vườn. Tuy nhiên, so với thời điểm năm ngoái thì giá cả năm nay thấp hơn mà nhu cầu tiêu thụ hoa lại thấp. Vì thế, làng hoa Tây Tựu cũng chỉ vài nhà cắt hoa đem bán. Nhiều tiểu thương tại chợ hoa Quảng An cho biết, nguồn cung cấp hoa tươi ở đây đều từ các vùng hoa lớn như Tây Tựu, Mê Linh, Văn Giang, nhưng năm nay các tiểu thương đều giảm lượng hoa nhập vào. Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 5 năm 2023, Nghị viện châu Âu đã thông qua EUDR là quy định quan trọng của châu Âu nhằm mục tiêu chống mất rừng và suy thoái rừng, và dự kiến sẽ có hiệu lực từ tháng 12 năm 2024. EUDR được ban hành với yêu cầu là nông sản chỉ được nhập vào Liên minh châu Âu EU nếu toàn bộ quy trình không diễn ra trên diện tích rừng bị chặt phá kể từ sau ngày 31 tháng 12 năm 2020. Quy định này đòi hỏi 100% sản phẩm cà phê nhập vào châu Âu phải được truy xuất nguồn gốc rõ ràng, phải có tọa độ GPS của từng vườn sản xuất. Theo ước tính, hiện Lâm Đồng có khoảng 20% diện tích trồng cà phê chưa được đo đạc và cấp quyền sử dụng đất, chưa có GPS, và khoảng 20% diện tích cà phê nằm tiếp giáp xen kẽ với rừng, chủ yếu là rừng trồng. Để đảm bảo quy định EUDR, Lâm Đồng cần ra soát lại các loại dữ liệu liên quan đến diện tích này để khi hiệu lực EUDR chính thức bắt đầu năm 2024, để các thách thức nói trên sẽ không còn là rào cản đối với việc xuất khẩu cà phê của tỉnh. Di Linh hiện đang là địa phương có diện tích sản xuất cà phê lớn nhất tỉnh với khoảng 45,6 ngàn hectare. Từ năm 2019, tổ chức IDH đã phối hợp với huyện Di Linh xây dựng các vùng cà phê bền vững. Đến năm 2021, tất cả các xã thị trấn đều đã tham gia vào các dự án phát triển cà phê bền vững, đồng thời hỗ trợ công tác quản lý bảo vệ rừng. Tuy nhiên, mô hình diện tích của các nông hộ ở Di Linh nhỏ lẻ, ước tính khoảng trên 80.000 mảnh vườn cà phê, và dữ liệu thông tin về những diện tích sản xuất nông hộ này thì chưa được cập nhật. Trước mắt, Di Linh xác định truy xuất nguồn gốc theo vùng, xây dựng hệ thống thông tin về ranh giới liên quan đến vị trí, diện tích rừng
tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2020 làm căn cứ để phục vụ truy xuất nguồn gốc nông sản đối với các mặt hàng xuất khẩu sang châu Âu khi có yêu cầu của EU. Tất cả người nông dân tham gia vào cái chuỗi cung ứng, trong đó có cung ứng hàng đầu sản phẩm cà phê, thì phải buộc phải thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm cà phê đến từng thửa đất. Thì chúng tôi sẽ xây dựng cái kế hoạch này và phối hợp với ngành tài nguyên môi trường để đưa các cái thửa đất, từng tọa độ của từng thửa đất vào gắn liền với cái sản phẩm cà phê được sản xuất. Lâm Đồng là tỉnh có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển cây cà phê. Toàn tỉnh hiện có khoảng 176.000 hectare, chiếm 58,7% diện tích canh tác toàn tỉnh, sản lượng đạt khoảng 563.000 tấn. Hiện nay, giá trị ngành hàng cà phê chiếm 60% giá trị ngành nông nghiệp Lâm Đồng. Sản phẩm cà phê xuất khẩu trên thị trường thế giới hiện nay của tỉnh chiếm tỷ lệ 95%, trong đó 70% thị phần sang châu Âu. Thông qua việc đáp ứng tốt và tuân thủ các quy định của EU, ngành cà phê Lâm Đồng có thể duy trì và mở rộng quy mô tiếp cận thị trường EU. Đầu tiên phải chi xuất được nguồn gốc và bản đồ định vị được vùng cà phê. Và cái cuối cùng đó là cái liên quan tới việc là nhật ký hay là cái việc sổ sách ghi chép, thì cái đó tôi nghĩ rằng nó không khó. Cái quan trọng hai cái bước đầu tiên là chi xuất nguồn gốc và chứng minh được đó là nguồn gốc sạch, thì cái đó cần phải nhiều bộ ngành tham gia vào với ngành hiệp hội cà phê cacao Việt Nam và nhiều tổ chức liên quan tới ngành hàng, trong đó tổ chức như IDH hay là tổ chức của FOSI cần phải tham gia để giúp cho người nông dân, giúp cho chính phủ Việt Nam, giúp cho doanh nghiệp Việt Nam. Để nâng cao giá trị kinh tế trong sản xuất cây cà phê, trong những năm qua, nhiều nông hộ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã dần thay đổi tập quán sản xuất từ sản xuất theo phương thức truyền thống sang sản xuất theo hướng chất lượng cao, hữu cơ, Việt Gáp, 4C, UTZ, Rainforest để đáp ứng thị trường tiêu thụ. Em trồng cà phê từ năm 1995 đến giờ, nên là đến năm 2010 là bắt đầu là có em chuyển đổi là nghe áp dụng khoa học kỹ thuật là ghép cải tạo vườn á, thì năm 2011 là em bắt đầu em ghép cà phê. Em đi học ở những ông làm cà phê giỏi á, và được tập huấn ở bên nông dân là có cái chương trình 4C nữa là làm cà phê bền vững, là em tham gia em học. Đồng thời một số cá nhân tổ chức doanh nghiệp cũng đã thực hiện khép kín các khâu từ sản xuất ra thành phẩm tạo ra giá trị kinh tế cao. Cùng với đó là sự liên kết chặt chẽ trong tiêu thụ sản phẩm cà phê với các công ty thu mua, xuất khẩu cà phê thông qua các đại lý như công ty LDC, Acom, Intimex, Mỹ Phước, Nestle, Tín Nghĩa. Với những yêu cầu nhất định về chất lượng cũng đã góp phần nâng cao chất lượng của cà phê Lâm Đồng. Bước chủ động này đã và đang là cơ hội cho ngành cà phê Lâm Đồng. Quy định của EU về cái mất rừng thì thực ra công ty Tam Trình đã là một đơn vị tiên phong từ cái năm 2011-12, đã cùng với Nestle đã làm một chương trình cà phê 4C, và sau đến từ năm 2020 thì công ty Tam Trình đã lên cái Rainforest, nó chỉ sau hữu cơ chút xíu. Mà cái tổ chức của Rainforest ấy, thì rất là nghèo là trong cái vấn đề về chống phá rừng và bảo vệ môi trường, về quyền lợi của trẻ em. Cái đấy thì công ty Tam Trình hoàn toàn không ảnh hưởng, vì tất cả trong những hộ mà đã làm với công ty Tam Trình là đều có GPS trên cái những cái vườn đang là vùng nguyên liệu. Diện tích cà phê tại Lâm Đồng đa phần được trồng ổn định từ nhiều năm nay, nên địa phương có nhiều ưu thế khi EUDR chính thức áp dụng. Người dân, doanh nghiệp sản xuất cà phê và cơ quan chức năng của Lâm Đồng cũng cần chủ động thích ứng sớm để thực hiện quy trình chuẩn khi đưa cà phê địa phương vào thị trường châu Âu. Một đồng hành cùng nhà nông vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và các bạn quan tâm muốn đóng góp chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365ngaychuyendonglv@gmail.com hoặc gọi điện thoại về số 02633 829 930. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.